Và ngày hôm nay thì Zika chúng em xin mời các anh em cùng nhau đi khám phá một bộ dàn karaoke có mức tài chính đầu tư hơn 80 triệu đồng tại công ty Zika chúng em. Và cấu hình combo này thì chúng em thường tư vấn cho các anh em với những nhu cầu hát karaoke, có những không gian phòng riêng và không gian phòng khách rộng, và có cả nhu cầu đem ra ngoài đánh không gian rộng, không gian mở bên ngoài nữa, cũng như là sân vườn, hoặc là đưa vào những cái mô hình như kinh doanh cà phê đấy, hát cho nhau nghe. Và bộ dàn này gồm có các thiết bị như sau. Chúng em đang sử dụng 2 đô la full. Đô la bát 40 là đô la B15, có công suất maximum cực đại lên đến 2000W, sử dụng đánh main rack ra, đánh chính nhá. Đấy, đánh main chính, main đánh phía trước ra đấy. Và đô loa thứ hai, đô loa VA12 bát 30. Dòng này là dòng full maximum 1200W. Em sử dụng là đánh ở main surround ra. Đấy. Tiếp theo nữa em sử dụng là cục loa siêu trầm bát 40 S1800. Cục này sẽ hỗ trợ nối tiếp giảm tần số thấp của hai loa kia. Nếu mà để sử dụng một bộ dàn chuyên nghiệp, nhất là loa full, chắc chắn là có loa trầm. Và cuối cùng là bộ 3 trong bộ dàn máy này, em sử dụng con đẩy 4 kênh 4800 Pro, công suất khỏe, công nghệ mạch class hát tiếng chi tiết, và có được tích hợp quản lý nguồn đi kèm, nên là bảo vệ rất là tốt trong cái việc mà chống chập cháy, cũng là công nghệ chống chập cháy Pro Tech nữa. Giao diện đẹp, màn hình hiển thị đầy đủ thông tin để chúng ta xem trong quá trình hoạt động. Vang số 8D để căn chỉnh cũng như là gửi các tần số đẹp ra hệ thống loa và sub, đánh điều chỉnh main red line và main surround, dùng cái vang số 8D hát karaoke chuyên nghiệp. Và cuối cùng bộ mic không dây M9+, bộ mic này thì hát rất hay, tiếng thật tiếng, giữ được cái chất giọng riêng của mình và bứt sóng tốt, nên là các anh em còn đem ra ngoài trời đánh cũng thoải mái nhé, không lo bị rớt sóng. Và bộ dàn này thì có giá trị như em vừa nêu trên hơn 80 triệu đồng, và tất cả các thiết bị ở đây setup là nếu như các anh em đến với Zika sẽ được trải nghiệm trực tiếp, hoặc là với những đơn hàng ở xa thì các em sẽ có kỹ thuật đến với bàn giao tại nhà. Tất cả hàng chính hãng sẽ được bảo hành 1 năm và sẽ đi vào test một bản karaoke và test một bản nhạc mạnh để các anh em cùng nhau khám phá, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau cảm ơn nhé. Chính hơn 80 triệu đồng, các bạn có thể thấy tất cả những công năng và cũng đưa ra những không gian phù hợp để chúng ta sử dụng bộ dàn này, và cũng đã test qua những bản nhạc, test qua những bản karaoke với cấu hình combo rất là VIP này, gồm có 2 đô la full, một hệ thống sub và 7-4 kênh vang số mic không dây cao cấp. Với tài chính là hơn 80 triệu đồng thì các em có những không gian riêng tư, có những không gian có thể setup bộ cấu hình combo này, hay là có những không gian ngoài sân vườn cần tư vấn sâu hơn về bộ dàn này, có thể để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn hơn sâu hơn, chi tiết hơn về bộ dàn này nhé. Em xin phép được khép lại video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào video clip tiếp theo.